chào tất cả mọi người. Hôm nay tiếp tục mình mời các bạn xem mình ạ, mẹ mình tiếp tục làm món cá kho nhé. Mà hôm nay cá kho là cá kho, không phải cá kho nghệ đâu, mà cá kho với măng chua. Chứ măng chua đấy, ăn rất là ngon. Ở đây mình có cá rô phi này các bạn. Mẹ mình đã thái sẵn rồi, mổ và làm sẵn rồi. Đấy. Các gia vị như hạt tiêu này, dầu ăn, mắm muối, mì chính đầy đủ cả. Bây giờ mẹ mình cùng làm nhá. Đầu tiên mẹ mình múc măng chua cho vào nồi. Mình không biết làm đâu, xem mẹ làm. Mẹ làm không ngon hay ngon con ăn hết, không chê gì cả. Cơm mẹ nấu là ngon nhất, ngon nhất trên đời luôn. Đâu? Một nửa tay chua bên dưới, không đến cá với rô phi bên trên. Rô phi to nhỉ? Thịt ngon. Cân rưỡi cá. Đây, cân vào cho các bạn xem. Một chút mì chính. Nói chung là đây là bữa cơm giản dị của gia đình mình thôi các bạn ạ. Các bạn xem giúp mình nhé. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Còn háo hức đến bữa cơm trưa nay quá. Cơm mẹ nấu hôm nào con ăn được 3 bát liền ấy. Hôm con chỉ ăn được 2 bát thôi. Dạ. Măng này mẹ hái đâu chưa? Mới à? 10 ngày à? Ngâm 10 ngày thôi à? Mình quay cận cảnh cho các bạn xem mẹ đổ nước vào nhé. Đó. Như vậy trận đàn sắc sao sắc xong rồi mọi người nhỉ. Rồi. Thế nào hoàn chỉnh các nguyên liệu rồi. Bây giờ mẹ mình đẩy vung vào và mang vào bếp để nấu nha. Như vậy là nồi cá kho của mình đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình múc ra ăn nhé các bạn. Một tô bát loa này. Mẹ mình sáng cho mình nấu thì mẹ mình đi làm mất rồi. Tối mới về cơ. Bữa trưa này thì chỉ có 2 bố con ăn cơm ở nhà thôi các bạn. Ôi, mình quay một tí thấy không khí thôi nhé.